Ôi, hi, xin chào anh em, chào mừng anh em cùng quay trở lại với kênh của Thắng ha. Thì sau một năm đã qua thì hôm nay bắt đầu với một năm mới, một cái clip mới nha anh em. Thì em cũng xin cảm ơn anh em rất là nhiều qua một năm vừa rồi đã đồng hành cùng em, ủng hộ shop ha, mua hàng bên em. Thì em chân thành cảm ơn anh em ha. Còn năm mới em xin kính chúc với anh em mình sức khỏe, bình an, làm chuyện gì cũng thành công ha, khó khăn gì thì cũng vượt qua. Sao bắt đầu chúng ta lại bắt đầu một năm mới nữa anh em. Thì hôm nay cũng là một cái clip mở màn cho một cái năm 2024 nè. Thì trước mặt với anh em đây là lô máy hàng của Suzuki. Thì hôm nay em đã cho thợ soạn được bao nhiêu đây rồi, thì em tiếp tục lên một cái series về máy hàng tiếp tục với anh em mình nữa ha. Thì đây là những cái con hàng cơ cũng có lại cho anh em mình luôn. Ở đây thì hàng điện tử, que, cơ que, và bên kia là hàng mic nha anh em, hàng mic máy lớn. Mic máy lớn ở trong kia là các lát ma, bên kia là mic không khí và mic có khí. Và đây là những cái con hàng mà Suzuki Nhật, và điện của nó thì anh em mình có thể sử dụng được hai nguồn điện nha, auto nha anh em. Anh em lưu ý là chữ auto nè, là 100V được, 220V được. Thì hai cái dòng này anh em mình muốn xài dòng nào cũng được hết, ví dụ như khi nào cần anh em mình xài 110, còn bình thường thì anh em mình cứ việc cắm 220 anh em xài bình thường ha. Đây là những con máy hàng mà trước mặt hôm nay sẽ lên clip cho anh em mình tham khảo. Thì giá đầu năm cũng như thường lệ thì em sẽ bao ship cho anh em, bao ship toàn thể các mặt hàng. Ngày hôm nay có những con nó lên tới 30 mấy ký thì em vẫn bao ship cho anh em mình được ha. Mấy cái con mà 30 mấy ký đó là lên ship không bao giờ mà dưới 300 ngàn anh em. Đó, đó là những con máy lớn ha. Con nghe điện thoại ông chú cái nè. Rồi, còn bây giờ thì đi vào chi tiết từng con cho anh em mình ha. Em sẽ lia qua một vòng để cho anh em mình có đĩa được con nào mình đĩa ha. Còn xíu nữa thì sẽ đi vào chi tiết, anh em mình xem tiếp test thực tế ha. Thì những con này em sẽ lên những cái bộ dây nó tượng trưng một hai con nha. Nhưng mà khi anh em mình mua rồi á thì em sẽ là đầy đủ dây. Con này em nói đầy đủ dây là khi anh em mình nhận hàng sẽ đầy đủ dây hết, không có thiếu gì hết, nên anh em mình cứ yên tâm. Mua hàng bên em thì cứ việc về là chỉ dùng thôi, không cần phải làm hay là dọn hay là độ gì nữa hết anh em. Về là xài, tại vì bảo hành thì em cũng bảo hành cho anh em mình hết rồi, nên anh em mình cứ yên tâm và bảo hành 3 tháng cho anh em mình. Về sau là họ mới hỗ trợ sửa chữa cho anh em mình trong clip này luôn, nên anh em cứ yên tâm, ở xa cũng được, ở gần cũng được, được bảo hành hết, nên anh em mình cứ yên tâm. Mua hàng thì anh em mình cứ mọi miền tổ quốc, ở đâu thì em cũng ship được hết đó. Cái vấn đề ngay từ đầu em cũng xin nhắc ha, và cửa hàng của em xin nhắc lại một lần nữa, đó là nằm ở 18 đường 8 phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Anh em nào mới tới xem máy, test máy hoặc là muốn lựa hay là như nào đó thì anh em mình cứ việc tới cửa hàng để anh em mình tham khảo máy. Anh em nào ở xa thì cứ việc chốt con nào chụp màn hình lại con đó. Anh em mình có thể chốt qua hai số điện thoại trên góc màn hình em để đây ha, là hai số điện thoại của shop, một cái Zalo là Thắng Nội Địa Úc, một cái Zalo là Nam Nguyễn. Em là chỉ có hai số này thôi nha anh em, không còn số nào nữa hết nha, hai số trên góc màn hình này thôi. Rồi, còn bây giờ thì vào vấn đề chính đi, đỡ mất thời gian của anh em mình ha. Thì em xin trước mặt chính em giới thiệu, đó là một cái con máy hàng Suzuki. Con này là hàng cơ của Suzuki nha anh em, máy hàng cơ. Con này là mã là Suzuki Stack 120. Con này thì anh em mình có thể hàng que là 1.4, 1.6, 2.0, 2.6, 3.2. Đặc biệt con này là hàng nồi đồng cõi đá siêu bền cho anh em mình luôn. Anh em nào giống như muốn sử dụng gia đình nè, muốn sử dụng gia đình này kia, hoặc là muốn trâu bò khi mình làm á, nói chung là lâu lâu để nhà con cái thì giá nó cũng vừa phải thôi anh em. Đó, 4 tờ là có không máy rồi. Thì mua để dành trong nhà, gặp sự cố thì mình có máy mình hàng ha. Thì những cái mã này anh em để theo 5 tháng không bao giờ mà hư bậy luôn, tại vì nó máy hàng cơ. Mặc định của máy hàng cơ là nó chả có gì để hư cả anh em. Nó không phải như là điện tử hay là này kia mà nó phức tạp, mà nó dễ bị lỗi phết hay là như nào. Còn mặc định của những con này là siêu bền, hàng nội đồng cỏ đá là thằng này. Đó, Suzuki Stack 120 ha, máy hàng cơ que. Còn bây giờ thì em sẽ test thử nó, quay một vòng cho anh em mình coi cái ngoại hình cái con. Đó, máy tình trạng là còn siêu đẹp ha, hàng Nhật mà lướt tầm này thì anh em càng nghĩ đi là máy ở trong nó còn đẹp như nào. Đó, siêu đẹp luôn ha, một con máy hàng cơ hôm nay em lên. Thì bây giờ thì kéo thử để cho anh em mình xem luôn. Đây là em kéo que 2.5 nha anh em, đốt cực kỳ đẹp, không ngắt nha. Tại ở trong led ở trong điện thoại là anh em ánh sáng á, nó tự bị ngắt chứ không phải là khi anh em hàng mà nó chớp ngắt như vậy nha. Anh em cứ nhìn nè, đó, hàng cực kỳ đẹp ha. Rồi, rồi con này thì hiện tại em đang bán cho anh em mình đầu năm ha, giảm cho anh em mình 100 ngàn. Đó, giảm cho anh em mình 100 ngàn. Thì giá hiện tại là em đang bán cho anh em mình với giá là 1.9 triệu ha.
1.9 triệu một con, máy hàng cơ Suzuki Stark 120 giá hiện tại là 1.9 triệu một con ha. Đó, 4 tờ là có 1 con máy hàng, mẫu siêu ngon siêu bền, dây đồ này kia đầy đủ nha. Em chỉ để tượng trưng một bộ dây là khi anh em nhận hàng, anh em mình có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nên anh em mình cứ kiểm đúng như là dây có que, dây mắt có, dây hàng có, rồi máy đồ này kia anh em nhìn như đúng trong clip em quay á, là anh em mình nhận hàng ha. Máy thì cực kỳ đẹp như vậy rồi anh em, hàng Nhật là phải có xước xét nhẹ như vậy ha. Đó, anh em nào mà chơi đồ Nhật là anh em mình cũng đã biết rồi. Tiếp tục với anh em mình đó là mã IMAX 120, lấy đại bất kỳ con nào cũng được. Đó, mẫu IMAX 120 này cũng là mẫu máy hàng, nhưng mà con này là con hàng điện tử rồi anh em. Máy thiết kế nhìn nè, đó, rất là nhẹ gọn cho anh em mình sử dụng luôn. Que thì anh em cũng để ý giùm em ha, que 3.2 được, 2.0 được, 2.5 được luôn ha. Đó, nó sẽ có hai nguồn điện, khi anh em mình cắm điện 2.2 thì anh em mình hàng, còn anh em mình cắm điện 110 thì anh em mình cũng hàng được luôn. Nó sẽ có hai dòng điện nha anh em. Đó, đây là Suzuki IMAX 120. Con này thì máy hàng điện tử, quay một vòng cho anh em coi cái con chưa kim điện mà. Đó, bật cầu dao chưa? Rồi, đưa tự quay một vòng cho anh em coi cái hạ hàng. Đó, tình trạng nè anh em, nhẹ gọn cho anh em mình mang theo công trình. Nó có cái bát để anh em mình cột dây á, đeo bên hông. Đó, con này là hàng điện tử siêu nhỏ gọn luôn, quay mặt bên kia cái con. Đó. Đó, còn rất là đẹp ha anh em. Rồi, kéo thử cho anh em mình coi que 2.5 luôn nha. Đốt rất đều anh em. Rồi, đó, đây là Suzuki IMAX 120 ha. Con này là hàng điện tử anh em, hàng điện tử nha anh em, chạy cực kỳ. Con này thì hiện tại vẫn bớt 100.000 cho anh em mình ha. Giá em đang bán cho anh em mình là 2.4 triệu con đầu năm nha anh em. IMAX 120 2.4 triệu một con đầu năm. Đó, giá trên là hôm nay là con nào cũng được bao ship hết, nên anh em có việc yên tâm. Thích con nào chụp màn hình lại con đó, em có để chậm chậm cho anh em mình chụp màn hình, hoặc là anh em mình nhớ mã thì nhắn tin qua hai số điện thoại nói mã giùm em ha. IMAX 120 2.4 triệu một con, anh em làm nghề anh em sử dụng gia đình cũng khá là hợp lý luôn. Rồi, tiếp tục với anh em là một số cái máy mic ha. Thì ở đây em sẽ có một số cái con máy mic. Ở đây thì em có mic không khí nè. Đó, đằng kia là mic không khí và có khí luôn. Đó, đầy đủ hết cho anh em mình. Ở đây thì sẽ có một cái con máy hàng cơ lớn. Đem con máy hàng cơ lớn này ra giùm luôn. Đem ra đây quay cho anh em mình coi cái. Rồi, đây là cái con máy hàng cơ lớn Suzuki Earthquake 150 ha. Con này thì anh em mình hàng nè, que nè, 2.0, 2.6, 3.2, 4 ly. Con này dành cho anh em nào như là sử dụng ở trong tiệm của mình á, cơ sở của mình, để một chỗ cố định. Tại con này cân nặng mặc định của nó là tới 35kg lận anh em. 35kg cho một con máy hàng cơ. Đó, thì con này là hàng dạng chui lớn nè anh em, dành cho anh em mình để cố định một chỗ và hàng điện auto nè, cũng là 100/200V luôn. Chữ này là chữ Nhật chứ không phải chữ Tàu nha anh em. Anh em mua về mình có thể dịch ha, coi là chữ Nhật đúng không nha. Đó, đây là anh em mình có thể hàng được que 4 ly. Con này cân nặng của nó, cân nặng của nó thì 35kg. Đó, 35kg. Rồi, quay một vòng con cho anh em mình coi. Khá là nặng nha anh em. Con này thì nó thiết kế nó có bánh xe. Đó, thiết kế có bánh xe, cực kỳ ngon. Đó, quay một vòng, để một chỗ cố định thôi nha anh em, chứ con này mà chở đi làm thì không được đâu anh em, nặng lắm anh em ơi. Đó, 35kg. Rồi, con này thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là, bán cho anh em mình với giá theo cửa hàng á là 4 triệu một con nha anh em. Có dây hàng rồi này kia đầy đủ cho anh em mình luôn. Cân nặng của con này á là 35kg nha anh em, 4 triệu một con. Ước quay 150, hàng được quay 4 ly. Máy để cố định một chỗ, điện là điện 220V ha. Máy hàng cơ lớn que. Rồi, tiếp tục với anh em mình, bên đây là một số cái con máy hàng mic nè anh em. Thì em sẽ đi từ mã ha, từ mã nhỏ cho tới mã lớn để cho anh em mình coi luôn. Thì cái con đầu tiên đằng kia đi nè.
Lô này siêu phẩm đẹp luôn anh em. Đó. Thì đây là cái con máy hàng mic không khí nha anh em. Con này là anh em mình sử dụng dây là 0.8, cuộn là cuộn không khí, cuộn từ cuộn 1 kg cho tới cuộn 5 kg ha. Điện là 220V. Con này thì anh em nào mà thích dạng như là sử dụng hàng mic mà không khí á, không xài khí nha, xài khí nó rườm rà này kia, anh em chỉ mua cái cuộn không khí là về anh em xài á, thì con này là mã Suzuki Nova 140. Con này thì anh em mình hàng sắt dày V đồ này kia vẫn được bình thường nha. Con này là hàng không khí, còn bây giờ ghim điện anh hàng thử cho anh em coi một cái. Nói chung là hàng tượng trưng nha, nhận hàng anh em mình có thể test luôn mà. Nên em hạn chế cái thời gian của clip á, nên em chỉ test 1-2 con thôi nha, tượng trưng cho anh em mình thôi. Như những con này nè anh em, đây là mic nha anh em. Đó, mic không khí nha anh em. Con này không có xài khí được nha. Anh mở cho anh em coi cái cuồng ở trong cái luôn. Đó, chưa lắp dây luôn nè anh em. Đó, thôi là được rồi. Đó, cuồng này là cuồng 1 kg hoặc là 5 kg nha. Và khi anh em nào mà mua máy mic bên em á, thì em có sẽ tặng cho anh em mình đó là một cái cuồng dây 1 kg không khí theo máy để về khi anh em mình về sử dụng liền luôn. Đó là cái cuồng mà theo shop tặng ha. Thì con này hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 3 triệu đúng một con nha anh em. 3 triệu đúng một con. Đó, mã này Nova này chỉ có là 2-3 con thôi. Anh em nào nhanh tay thì mình chuyển nè. Đây là con máy hàng chuyên mít không khí nha anh em, cuộn 1 kg cho tới 5 kg. Con này hiện tại em đang bán cho anh em mình là 3 triệu đúng nha. Đó, Nova 140, 3 triệu đúng một con. Full dây zin của nó nè anh em. Đó, dây zin theo máy, chấu cũng là chấu zin theo máy luôn. Đó, Nova 140, siêu đẹp. Giá là 3 triệu đúng nha. Rồi, bên đây thì em sẽ có một cái con máy hàng mic tiếp tục không khí, coi giùm mà nén, coi giùm cái cuộn đó đó có cuộn sẵn chưa. Đem máy ra test cho anh em coi luôn. Đây, con này thì anh dành cho anh em nào mà dạng như là hàng chuyên nghiệp, hàng chuyên nghiệp mà hàng không khí á, mà hàng nhiều á, anh em mà muốn mối hàng siêu đẹp á, thì anh em mình sử dụng con này. Con này là Ercury 150 Suzuki. Mã này, con này là mã lớn nha anh em. Con này là điện 110 cho tới 220 luôn. Con này là máy lớn cùng 5 kg. Đó, cùng 1 kg hoặc là cùng 5 kg. Đó, anh em bỏ vô cùng dây hàng không khí nha anh em. Những con này là hàng chuyên dụng không khí. Đó, hàng rất là đầm. Và bây giờ em thử test thử cái món hàng của con máy hàng lớn này cho anh em mình xem. Đó, cắm dây hàng thử cho anh em mình xem ha. Xem những cái con không khí lớn như vậy, hàng cái món nó như thế nào. Có một số anh em lại bảo là hàng không khí thì cái món nó không đẹp. Đương nhiên là anh em, nhưng mà đối với một con mấy con hàng nhỏ thôi. Còn mấy con mà dạng như là hàng chuyên dụng máy lớn á, thì hàng cũng cực kỳ đẹp anh em. Rồi kéo một đường ở ngoài cho anh em mình coi chỗ này, thì cho anh em mình thấy rõ cái món hàng đó. Rất là im luôn anh em. Siêu đều. Đó, anh em mình có thể chỉnh mốt dây ra nhanh chậm ha, hoặc là bật chế độ rồi sẵn ở trên máy hết. Anh em mình mua hàng không hiểu chỗ nào thì cứ gọi FaceTime em hướng dẫn cho, nên anh em mình cứ yên tâm. Đây là cái mối mà không khí nè anh em, ai chơi mối hàng không khí xấu luôn nha. Đó, thì con này là hàng chuyên dụng của hàng không khí. Đó, anh em nào mà dạng như là sưu tầm máy hàng mà dạng như không khí mic á, mà chơi máy lớn á, cần máy lớn á, thì con này là sự lựa chọn ha. Thì con này hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 4 triệu đúng một con nha anh em. 4 triệu đúng một con máy hàng Suzuki mic không khí chuyên dụng máy lớn nha. 4 triệu đúng một con. Quay một vòng cho anh em mình xem nè. Máy cực kỳ đẹp, máy lớn nha anh em. Con này cũng khoảng là 20 mấy ký anh em. Đó, cũng khá là nặng ha. Đó, siêu đẹp, máy đẹp cũng nè. Đó, chế độ trên máy ha, đúng Suzuki Nhật luôn ha. 4 triệu đúng một con nha anh em. Rồi, qua tới đây thì em sẽ tiếp tục với anh em mình giới thiệu, đó là cái con máy mic lớn đằng kia nữa nè. Nhẹ, con lấy cái máy mic lớn này lại chú. Rồi, ở đây thì em sẽ có một cái con Suzuki
cũng ở Korea, nhưng mà con này là mã là 160, mã lớn hơn còn ngại nữa anh em. Anh em nào mà dạng như mà thích mà mix không khí lớn á thì anh em mình chơi con này đó. Những cái con này là siêu lớn luôn, ở Korea 160. Con này anh em mình xài từ cuộn 1kg tới 5kg ha. Đó, trắng cuộn sẵn cho anh em mình luôn. Còn bây giờ kéo thử cho anh em mình xem những con này hàng không khí chuyên nghiệp thì coi nó đẹp như nào ha. Rồi hàng thử cho anh em mình xem cái luôn ha. Kéo luôn anh. Máy lớn nha anh em. Con này là hàng không khí mix lớn. Đó, xài cuộn không khí nha. Kéo siêu đầm luôn anh em. Anh em nhìn thấy cái lửa đốt là như vậy là anh em hiểu máy như nào ha. Số anh em mà hàng chuyên nghiệp là nhìn là biết rồi. Em mới tăng điện lên đó anh em thấy lửa không? Đó, kéo siêu nét luôn. Con này kéo hơi bị đã anh em. Anh em nào mà là bon xong rồi mà một người chiên hàng chết á là lấy con này là đúng bài luôn nè. Đó. Rồi. Tiếp tục với anh em mình đó là cái con Suzuki. Con này là vừa có khí, vừa không khí. Chuyên mix nha anh em. Con này là dạng như là hàng chuyên nghiệp. Con này thì xíu nữa em sẽ nói về cái giá trị của nó cho anh em mình xem. Đây là con hàng Suzuki E-Mix Go. Con này là bản đặc biệt của Suzuki ha. Con này thì có người nhập mới tại Việt Nam, đang bán chưa VAT là 74 triệu. Con này là dạng như là chuyên nghiệp rồi anh em. Con này ruột, anh em nhìn thấy rối bời ở trong luôn. Ruột siêu đẹp và dây cọ đồ này kia nó quấn rất là đẹp luôn anh em. Nói chung là hàng này là hàng khủng của Suzuki, bản đặc biệt của Suzuki. Nên mã là Suzuki E-Mix Go. Đó, con này là hàng chuyên nghiệp dành cho anh em như là hàng mic có khí, hàng mic không khí được. Còn bây giờ thì em cũng sẽ test cuộn có khí và không khí cho anh em. Anh em thấy không? Nhìn thiết kế máy rất là đẹp luôn. À, công tắc on off, dây ra nhanh chậm, rồi dòng volt, rồi dòng dòng điện nè. Đó, dòng điện nè, nhỏ lớn nè. Đó, máy tình trạng là siêu đẹp luôn anh em. Mic có khí và không khí nha anh em. Dây này cũng là chân dây phổ thông luôn. Sau này ví dụ như anh em mình hỏng chân dây á, anh em mình mua vẫn có được bình thường ha. Cuộn thì cuộn 1 kg tới 5 kg. Đó, phía sau lưng đây thì phía sau lưng đây thì lại có cái đường dây kết nối khí, quạt gió nằm ở dưới. Máy thì tình trạng còn khá là đẹp. Con này không hiểu sao mà bản này lại bán cao đến như vậy anh em. Thì em về cũng được tầm khoảng hai mấy 30 con này á nha. Suzuki E-Mix Go. Còn bây giờ thì em sẽ hàng thử nó cho anh em mình xem. Hiện tại là không có bình khí nên em chỉ hàng là cái cuộn không khí cho anh em mình. Và anh em nào mà hàng cuộn có khí vẫn được bình thường nha. Con này em đã test có khí rồi, nhưng mà test trong xưởng nhà em nên em không có chở cái bình khí ra, quên ngày hôm nay. Do là nôn quá không có chở cái bình khí ra gắn khí hàng cho anh em mình xem. Nhưng mà con này là hàng được nha anh em. Đó, anh em mình về có thể test thoải mái mà. Test khi nhận hàng, thử hàng như nào xong mới thì trả tiền cho shipper. Đó. Rồi, anh cắm thử, kéo thử cho anh em. Con này đang bán là 74 triệu, kinh thiệt anh em. Anh em nghe tiếng nó khác liền ha. Có khí và không khí được nha. Con này chuyên mít, dành cho anh em thích hệ, thích sưu tầm nào này kia nè. Con này thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 7 triệu rưỡi một con ha. 7 triệu rưỡi một con cho con máy hàng Suzuki E-Mix Go này, bản đặc biệt của Suzuki. Máy vỏ xám nè, trên vàng, siêu đẹp luôn. Bốn núm vặn, đó. Nhìn cái van nè, anh em làm cực kỳ chắc chắn. Và dây em đưa cho anh em mình cũng là dây zin theo máy ha. Nên anh em mình cứ yên tâm nè, kìm zin nè, dây zin nè. Đó, đầy đủ theo máy như một con dây. Thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 7 triệu rưỡi nha. Anh em lưu ý giùm em mã này ha. Là 7 triệu rưỡi Suzuki đó, E-Mix Go. Rồi, tiếp tục với anh em mình là một số cái con Latma. Lâu lắm rồi em mới lên lại một số cái dòng Latma cho anh em mình xem ha. Thì Latma hôm nay thì em sẽ quay tượng trưng và báo giá báo mã cho anh em mình thôi. Là do cái không có máy nén khí nên em không có thể nào mà cắt thử sát cho anh em mình được. Và con đầu tiên ngày hôm nay thì em cũng báo giá cho anh em mình luôn. Đó cũng là một mã Suzuki con vô. Đó, đó cũng là một mã Suzuki nè anh em. Con này là chuyên cắt lách ma. Anh em nào mà cắt tầm khoảng 6 ly trở xuống mà cũng cắt đầm, cắt ngon, cắt ngọt á thì anh em mình chơi dòng này Suzuki Spa. Đó, Spada nha. Có đồng hồ báo khí, con này siêu đẹp luôn ha. Công tắc on off, dặn ở đây.
Anh em nào mà cắt từ 8 ly đổ xuống ha, thì dòng này vẫn là sự lựa chọn nha. Dây này cũng là dây zin của nó nè anh em, cực kỳ đẹp. Có một con duy nhất rồi anh em. Anh em nào nhanh tay thì mình triển nha. Đó, một con duy nhất thôi. Nắm dặn nè anh em, nhìn cũng khá là đẹp ha. Ở bên trong là anh em mình có thể cất đồ của anh em mình, đồng nghề trong đây. Nó có làm một cái hộc để cho anh em mình bỏ đồ ha. Dài cũng khá là nghe tiếng. Đó, máy siêu đẹp luôn. Đó, Black Ma của Suzuki. Mấy dòng này là cực kỳ hiếm anh em. Đó, mấy cái dòng Black Ma của Suzuki này rất là hiếm về. Thì con này hiện tại em đang bán cho anh em nào mà có nhu cầu về Black Ma AC40 này từ 8 ly chỗ xuống nè anh em. Thì em bán cho anh em mình con này. Hiện tại với giá là 3,5 triệu con ha. 3,5 triệu một con. Cắt Black Ma Suzuki nè anh em, 3,5 triệu một con. Full dây đầy đủ như vậy nha. Đồng nó khí nè, chân phổ thông cho anh em mình về cắm vô là chạy thôi. Đó, mã này là siêu đẹp luôn. Cái này là bụi nè anh em. Đó, anh em không thấy bụi không? Chưa vệ sinh mà nôn quá lên cái clip. Máy tình trạng siêu đẹp luôn ha. Con này là 3,5 triệu một con nha. Cắt Black Ma Spada. Đó, 40 Suzuki, cực kỳ đẹp cho mã này. Rồi, ở bên đây thì em sẽ có một cái con hàng Mix Mini. Hàng Mix Mini của Suzuki nhưng mà bản quân đội của Suzuki nè anh em. Đó. Vỏ camo ha, cực kỳ đẹp, pudding. Đó, con này là chiên hàng không khí nha anh em. Anh con này thì xài cuộn 1 kg nha anh em. Anh em nào mà kiếm máy nhỏ mà mix không khí nhỏ cuộn 1 kg nè thì con này là sự lựa chọn ha. Con này vỏ camo cực kỳ đẹp. Full dây zin này kia luôn, chân điện cũng đẹp luôn. Con này thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 2,5 triệu một con nha anh em. 2,5 triệu một con. Máy hàng mix 1 kg cuộn 1 kg không khí của Suzuki ha. Đó, 2,5 triệu một con. Rồi bên đây thì em còn một số cái con Black Ma nhỏ mini nè anh em. Mấy con này là con Black Ma nhỏ mini ha, cách 40 cắt từ 8 ly trở lại nè. Hiện tại thì em còn Megatech nè. Đó, Smarter nè. Đó, Megatech cũng đều là cách 40 luôn. Hai con này em đáng đồng giá cho anh em mình là 1,8 triệu con nè. Cắt Black Ma 1,8 triệu con nè anh em. Nhỏ mini cách 40 nè. Cắt Black Ma có dây đầy đủ cho anh em mình nha. Cắt Black Ma nhỏ này là có dây đầy đủ cho anh em mình ha. Đó. Bên đây thì có một cái con hàng que mini. Hàng que mini nhỏ nè. Con này thì 1,5 triệu nha anh em. Con này chỉ chuyên dụng hàng que thôi nha. Hàng que được thôi nha. 1,5 triệu nha anh em. Còn một con duy nhất Megatech hàng que nhỏ mini nè. 1,5 triệu nè. Bên đây thì em sẽ có cái con cắt Black Ma lớn GK của Megatech. Bản này là bản lớn nè anh em. Đó, con này thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 2,2 triệu một con ha. LGK 40 Megatech. Con này là chuyên cắt Black Ma 40. Đó. Đó, cực kỳ à. Máy này là máy lớn, LGK 40 này là máy lớn rồi. Rồi, 2,2 triệu một con cắt Black Ma ha. Ở đây em có hàng khủng dàn cho anh em nào mà thích dạng như là dòng điện 3 pha đồ á. Anh em có xưởng lớn, cắt chuyên nghiệp á, thì đây là con máy lớn. Con này siêu lớn luôn em, máy lớn 3 pha nha. Nguồn con này là 3 pha nha anh em. Anh em lưu ý nhớ mã em ha. Em quay cái thông số nó cho anh em mình coi nè. 30A 92V trên 100A 120V ha. Đó, em quay đầy đủ cho anh em mình coi luôn. Con này là 3 pha nha, 300V nè anh em, thấy không? Đó, con này là máy lớn. Con này là xuất cho thị trường Đức nè anh em, Đức về nha. LGK 100. Đó. Con này thì anh em mình cắt sắt dày, sắt tấm dạng như chuyên nghiệp 3 pha đồ này kia. 12 ly. Đó, 12 ly đồ anh em mình cắt ngọt cực kỳ luôn. Đồng hồ kết nối khí nè anh em. Đó. Máy lớn, con này là giống như là một con máy đập hộp luôn rồi anh em. Đó, con này thì 3 pha, hiện tại em đang bán cho anh em mình con này giá là 12 triệu đúng nha. 12 triệu đúng cho một con cắt Black Ma LGK 100N. Những con này là anh em mình có thể tra giá thoải mái, xem ở đâu bán tốt hơn nha. Đó, LGK 100N giá là 12 triệu. Dành cho anh em là thích mà dòng điện 3 pha đâu này kia đó. Đó, nhà có điện 3 pha có xưởng lớn cần Black Ma lớn á thì con này là sự lựa chọn ha. 12 triệu. Những cái mặt hàng mà em vừa báo giá cho anh em mình ha, đều bảo hành cho anh em mình là 3 tháng hết. Vì sao lợi hỏng em hỗ trợ sửa chữa cho anh em mình luôn. Em xin nhắc lại địa chỉ một lần nữa ha. 18 đường 8 phường Linh Trung quận Thủ Đức. Anh em mình có thể tới xem máy, test máy. Anh em nào ở xa thì có việc liên hệ hai số điện thoại góc màn hình nha. Là hai số điện thoại của shop, chốt hàng online trên đó. Còn bây giờ thì chào anh em, hẹn anh em gặp lại vào clip dụng cụ kế tiếp nè.